Khoảng 20 giờ ngày 5 tháng 9 tại đường Lê Huân, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ cháy tại kho chứa hàng. Đây là khu vực kho chứa hàng của hơn 20 tiểu thương nằm liền kề nhau và khu vực giữa sân là bãi đổ qua đêm của các loại xe chuyên chở hàng hóa. Theo người dân chứng kiến thì đám cháy phát ra từ bên trong cửa cuốn của kho hàng. Do lối vào sân kho hẹp, hàng hóa chủ yếu là đồ nhựa gia dụng như ống nước, thau chậu, dụng cụ lau dọn nhà nên rất dễ bắt lửa, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với nhân dân và chính quyền địa phương để tiến hành khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 22 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Các kho hàng liền kề đã được sơ tán kịp thời để phòng tránh ngọn lửa lây lan. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.